Trước hết ấy, mày phải buông bỏ được cái City Boy đi. Đớp đủ rồi thì phải cho thằng khác nó kiếm trác. Muôn đời trâu chậm uống nước đục. Muốn lớn lên ấy thì phải biết nghĩ sâu. Hiểu chưa? Sở dĩ hôm nay tôi muốn uống với bạn ấy là vì cái khoản đầu tư kia. Tôi rút tiền ra khỏi tập đoàn của bố bạn, nhưng không thoát khỏi bàn tay của ông ta. Tôi không tính bùng, nhưng đợt này công an họ làm gắt quá, hàng không đẩy đi được, phải dịch chuyển cơ cấu, phải đánh sập Thiên Huân Group để xóa dấu vết. Cô mày! Tao đừng cùng rồi. Phải tự tìm cách cứu lấy bản thân của mình chứ. Số tao may mắn nên vớ được ngay cuộc điện thoại quan trọng của bố mày. Tao có nằm mơ ấy, thì bố mày cũng không thể nào ngờ được trong nhà lại có một con báo như tao. Tôi không tính bùng, nhưng đợt này công an họ làm gắt quá, hàng không đẩy đi được, phải dịch chuyển cơ cấu, phải đánh sập Thiên Huân Group để xóa dấu vết. Dự án bị đình lại, đám đầu tư kêu trời nhưng phải chịu. Nhờ có đám đó mà công an kinh tế họ mới không nghi. Theo tôi, chúng ta phải ngừng kinh doanh một thời gian. Nếu để Việt An Xanh bị khui ra thì tất cả đều chết. Công ty của bố mày làm ăn vớ vẩn nên tao rút tiền đầu tư sang dự án bất động sản của Thiên Huân. Ai ngờ đấy chỉ là bình phong để ông già mày rửa tiền ma túy. Không ngờ ông già mày cũng phải tầm ông trùm đấy. Ở đời có vay thì có trả. Ông già mày lừa tiền tao thì bây giờ tao báo thằng con của ông ấy.